cảnh giác trước nguy cơ nhiễm bệnh từ ve chó. Sau khi đoạn video về bé gái Evelyn ở bang Oregon, Mỹ bị ve chó cắn dẫn đến tê liệt đôi chân được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, giới chuyên gia cảnh báo loài ký sinh này có thể sinh sôi mạnh vào mùa hè, khi tiết trời nóng ẩm. Nguy hiểm hơn, loài vật chuyên sống bằng việc hút máu các loài gặm nhấm, bò sát, chim và động vật có vú còn có thể lây truyền nhiều mầm bệnh khi cắn người. Theo nhà nghiên cứu Gutierrez Moller tại trạm thí nghiệm nông nghiệp Connecticut, Mỹ, ve hai đợn chó thuộc lớp động vật hình nhện. Vòng đời của chúng bắt đầu từ trứng, phát triển thành ấu trùng, nhộng và cuối cùng là con trưởng thành. Chúng thường ẩn nấp trong bụi rậm, góc sân, khe cửa, góc nhà, nơi mà chuột, bọ hoặc chó, mèo hay lui tới. Khi bám được vào cơ thể con vật, chúng đút đầu dưới da và hút máu vật chủ để sống. Không chỉ gây hại trên động vật, ve hay rận còn lan truyền virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng khi cắn người. Theo chuyên gia Moller, ve chó, bọ chét và bọ chét chân đen là ba loại nguy hiểm có thể là vật trung gian lây truyền đến 15 bệnh. Trong đó, bọ chét chân đen lây lan ít nhất 5 căn bệnh nghiêm trọng gồm nhiễm trùng do ký sinh trùng đường máu Babesiosis, Anaplasmosis, xoắn khuẩn Borrelia motoi, bệnh lam do xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi và viêm não virus Borrelia. Ve, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC cho biết bệnh lam là trường hợp phổ biến nhất với gần 30.000 ca ghi nhận mỗi năm ở nước này. Người bệnh thường xuất hiện triệu chứng sốt, nhức đầu, mệt mỏi và phát ban đỏ. Nếu không được điều trị, tình trạng nhiễm trùng có thể lan đến khớp, tim và hệ thần kinh. Mùa cao điểm bùng phát dịch bệnh thường rơi vào tháng 6, 7 và 8. Dấu hiệu và triệu chứng bị ve chó cắn. Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Sunilsut, ve chó có thể cắn ở bất cứ chỗ nào nhưng chúng thường thích trú ngụ ở những khu vực ấm và ẩm như bạn, nách và da đầu. Vết ve cắn không gây đau, không có biểu hiện nghiêm trọng hay triệu chứng ban đầu. Tuy nhiên, vết cắn có thể sưng hoặc gây ngứa sau 2 đến 3 ngày. Một số trường hợp bị sốt, đau đầu, phát ban cần đến bác sĩ ngay để điều trị kịp thời. Theo CDC, khoảng 15% ca bị nhiễm xoắn khuẩn Borrelia motoi và viêm não virus ve xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng không thể qua khỏi. Trong số những người sống sót, có ít nhất 50% bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Làm gì khi bị ve cắn? Theo khuyến cáo của CDC, cách nhanh chóng và đơn giản để gỡ loài ký sinh này là dùng nhíp để kéo chúng ra khỏi da. Nhưng lưu ý gỡ từ từ và không được giật mạnh. Tiếp đến cần làm sạch toàn bộ vùng bị cắn bằng cồn và rửa lại bằng xà phòng diệt khuẩn. Tránh dùng tay bóp chết con ve vì nó có thể lây lan mầm bệnh. Trường hợp bị ve cắn có thể không cần đến bác sĩ ngay, trừ khi xuất hiện tình trạng sốt, phát ban hoặc cả hai. Cách diệt trừ ve, bỏ trong nhà. Đối với vật nuôi, nên thường xuyên tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ nơi ở của chúng. Để ngăn ngừa ve rận đeo bám lên người, mọi người có thể sử dụng kem chống côn trùng cắn đốt trên những vùng da không được quần áo che chắn, hoặc xịt thuốc có thành phần vermectin lên quần áo. Ngoài ra, mọi người cũng đặc biệt chú ý làm sạch,